Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập công ty, ngày 29 tháng 9, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 tại nhà máy TNG Sông Công. 180 công nhân viên đến từ 16 đội thi là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các chi nhánh của công ty đã tranh tài ở hai nội dung gồm đội hình 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ và chữa cháy, đội hình tiếp sức 4x100m vượt chướng ngại vật và chữa cháy. Hội thao được tổ chức nhằm phát huy tinh thần và trách nhiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở và toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty, từ đó chủ động xử lý tốt các tình huống cháy nổ, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10 hàng năm.